Cuộc sống ngày càng phát triển, mỗi người dân đều muốn tự sắm cho mình một chiếc ô tô để che nắng che mưa, đi lại thuận tiện và an toàn hơn cho con cái và cả gia đình. Tuy nhiên, nhiều người đi ô tô lại chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn cho trẻ khi xe đang lưu thông. Và đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng chấn thương ở trẻ gia tăng, nhiều trường hợp tử vong khi xảy ra va chạm. Cùng một va chạm, nhưng trẻ được thắt dây an toàn, được cố định và giảm thiểu thương vong. Trong khi trẻ không được thắt thì ngược lại. Trên thực tế, tại Việt Nam, rất nhiều phụ huynh không thắt dây an toàn cho con. Nhiều phụ huynh thừa nhận thắt dây an toàn cho trẻ nhỏ rất khó, nhất là khi trẻ không được rèn thói quen thắt dây an toàn từ sớm. Nói chung là trẻ con này ngồi trên xe thì rất là khó thắt dây an toàn, tại vì các bé ngồi chạy lanh quanh ở trong cái ghế này, thậm chí có thể là trèo ra đằng sau, không chịu ngồi yên. Bởi vì trẻ con thì mình lái xe mình không thể giữ con ngồi yên một chỗ được. Từ nhà đến trường thì cũng quãng đường rất là ngắn thôi. Thế là bình thường là cho cháu ngồi đằng sau. Thế là đi chậm, đường này cũng không đi nhanh. Thành ra cũng hơi nhiều khi cũng có thể là hơi chủ quan tí thì không nhắc nhở cháu. Theo quy định hiện hành, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy. Tuy nhiên, việc xử phạt hành vi này gặp nhiều khó khăn. Người vi phạm viện dẫn là không thắt dây an toàn là lý do em vừa ở nhà ra, hoặc là khi nào là tôi mới thắt mà tôi quên mất. Và đặc biệt là cái khó khăn nữa là những cái xe người ta dán kính mờ khi phát hiện rất là khó. Hoặc là khi những người lái xe người ta khó khăn là người ta dừng xe để tát vào lề đường, thì trong cái lúc mà dạt vào lề đường để kiểm tra thì người ta tranh thủ người ta thắt dây an toàn, xong xuống người ta cãi tay đôi với cảnh sát để gây khó khăn cho lực lượng thi hành công vụ. Dây an toàn sẽ giúp giữ người chặt ở băng ghế không bị lao về phía trước theo quán tính, do đó hạn chế được tối đa nguy cơ chấn thương hoặc tử vong do va đập. Do đó, cần xem việc thắt dây an toàn cho trẻ khi đi ô tô như đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi xe máy.